ba cân được từng đấy đấy, giờ 3 cân giờ bao tiền một cân? Mấy chục nghìn ở này nên chết. Cá rô này là nó nuôi chứ đúng không? À, cá rô này cá rô ta nó nuôi. Nuôi rô thiên nhiên bây giờ của nó, một cái đầm mà nó tát được có 2-3 cân thì nó bán trăm mấy một cân. Kinh cái thợ này. Quay này cho cô view nào, cô cho cô xem. Cô bảo cô đánh vẫy đi, xong là đun nước sôi lên. Đập mới chết nó vào đi, xong là thả nó vào một tí, để một tí là bắt ra là để cho nó nguội. Cho nó ngấm, cho nó chín đi rồi thì là bỏ ra tách. À, chứ không được kỹ luôn, không kỹ là toi. Không kỹ là nó róc hết vẫy ra. À nó vỡ ra thì khó làm ăn. Ừ, không biết cô ấy làm toàn có vỡ, không như toàn vỡ. Thế thì luộc sôi ra đây. Sôi mình quá đúng không? Thế là quá đúng không? Đun nước sôi lên thôi. Xong người ta đổ vào xong để trên bếp nữa một ít thôi. Ui nhiều chứ. Chứ nó kỹ quá thì nó vỡ ra, nó vỡ cá không được. Nước này có làm gì đấy? Chất lượng này. Chẳng làm sao? Tiếng đổ ly. Đấy đổ vào ly nó lâu canh chứ này mất đi mấy cân cá mà đừng gần đây nước chú tưởng nha. Làm đã rồi tí này làm tiếp. Mỗi cân 10 con đấy, 6 cân mà được con 50 mấy con. Nó nhưng nó cứ phải chín tới thôi chứ nó chín quá thì nó cong quắt vào. Không được đun không cho vào nồi đun. Có cho cái gì không? Mì mỡ gì không? Không. Luộc thôi cứ bằng nước sôi thôi. Luộc không, nước sôi không. Ừ. À. Làm cái này nó tỉ mẩn thì mình làm một hôm mình bán hai hôm chẳng hạn thế mình làm được nào đó. Ngày nào cũng làm cái làm mệt quá mẹ, nhưng mà bán đông thì mình làm cũng mệt. Không sướng. Đông. Bán được thì còn thích làm nhé, kia cô view bán được được thì nó chán oải. Đây thì tập bếp này nó toàn là một cá này, không ăn canh nòng ấy. Nòng thực sự sợ bộ bộ hà được. Nòng. Không không sợ nhỉ? À, thì mình làm thôi nhưng mà ăn nhiều đầu năm cũng không biết. Nhưng mà nòng nòng ở ấy ở quán chứ không phải là nòng Trung Quốc đâu. Chứ nòng ở quán chứ nòng Trung Quốc gì? Mình lấy về mình làm là ngạn như lấy trong nhà tiết chen cái kìa, cái nòng non với cái nòng ấy nó ngon thì mình lấy về. Nòng ở quê này vẫn còn ngon chứ nòng ở kia toàn con lợn béo đâu. Đây thì nó thích ăn, bây giờ họ chán thì đây. Cứ tách ra thì nó mới gì được nhỉ đúng không? Tách ra thì nó mới có đây. Mua gì đây? Bà. Ừ, bà. Nó nguyên miếng thì bán nó mới được. Bà. Trong đấy nó bán mắc thì mới được. Cái đây mà nó bán. Ôi. Ôi. Đây. Ba ông cháu đi ra đây. Vậy đập chết đi xong đun nồi nước sôi lên nó lên lớn xong đổ cá vào. Xong thì để một tí thôi nó sủi sủi lên phát này cho nó ra. Đang để nó nguội thì mình bắt đầu mình mới làm chứ. Đun sôi sùng sục thì nó cho vỡ nó không được miếng thì làm sao.